Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Tư, ngày mùng 2 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng, thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục trong xu hướng tăng, tăng khoảng hơn 7 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,45%, hiện tại đang đứng quanh mức 1.655 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.645,89 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.656,83 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xu hướng giảm với tỷ lệ giảm nhẹ là 0,26%, hiện tại đang đứng quanh mức 111,258 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xu hướng giảm với tỷ lệ giảm là 0,12%, giao dịch ở mức 20.450 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tại cũng trong xu hướng giảm, giao dịch ở mức 4,044% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xu hướng giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,12%, hiện tại đang giao dịch quanh mức 88,450 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trên thị trường, những dự báo Fed tăng 0,75% lãi suất trong kỳ họp này đã gần như chắc chắn. Hiện tại thì giới đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed ông Jerome Powell sẽ nói gì sau cuộc họp. Giới đầu tư đang mong chờ những manh mối rằng Fed sẽ dừng tăng lãi suất khi nào. Bởi khi mà Fed dừng tăng lãi suất thì đồng đô la Mỹ chững lại và đi xuống sẽ hỗ trợ cho các tài sản khác như là vàng và chứng khoán tăng. Theo dự báo của chuyên gia thì có thể Fed còn kéo dài thời gian tăng lãi suất đến giữa năm 2023 bởi thị trường lao động việc làm tại Mỹ vẫn ổn định. Dự báo mới đây của các chuyên gia thì nền kinh tế Mỹ sẽ có thêm 200.000 việc làm trong tháng 10, giảm so với mức 263.000 việc làm trong tháng 9. Tỷ lệ thất nghiệp cũng dự báo tăng từ 3,5% trong tháng 9 lên 3,6% trong tháng 10. Mặc dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn cho thấy ở mức rất thấp trong nhiều thập kỷ qua. Báo cáo chính thức về việc làm tháng 10 của Mỹ sẽ được công bố trong ngày mùng 4 tháng 11 và tỷ lệ lạm phát sẽ được công bố vào ngày mùng 10 tháng 11 tới đây. Đây sẽ là hai con số có thể làm thay đổi quyết sách của Fed vào tháng cuối năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Chuyên gia dự báo rằng nếu Fed tiếp tục tập trung vào tăng lãi suất thì sẽ đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới sớm rơi vào suy thoái và sẽ thấy rõ hiệu ứng sau khoảng từ 9 đến 12 tháng tới. Bởi độ trễ của chính sách, giới chuyên gia khuyến cáo rằng nhà đầu tư nên thận trọng trong việc giao dịch tại thời điểm này khi mà mọi quyết định của Fed cũng như là thông tin kinh tế tháng 10 còn ở phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm phiên chiều tối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng. Cụ thể, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 66,20 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,22 triệu đồng trên một lượng, cùng điều chỉnh tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với SJC, niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,20 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,20 triệu đồng trên lượng, cũng tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,30 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,20 triệu đồng trên một lượng, cùng tăng 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, áp dụng cho cả hai khu vực. Với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji thì niêm yết trên thị trường Hà Nội mua vào mức 66 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67 triệu đồng trên lượng, tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Giá vàng Doji niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,20 triệu đồng trên một lượng và bán ra ở mức 67 triệu đồng trên lượng, tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì với vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bút số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều duy trì xu hướng tăng trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 1 triệu đồng trên lượng.
SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.630.000, bán ra 6.720.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.610.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.612.000, bán ra 6.698.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, tăng 9.000 ở chiều bán ra. My Hồng SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.740.000, tăng mạnh 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.690.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 40.000 ở chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.615.000, bán ra 6.717.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1.000.000 cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng. Và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000. SJC Huế mua vào 6.617.000, bán ra 6.723.000. SJC Bình Phước mua vào 6.618.000, bán ra 6.722.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.622.000, bán ra 6.725.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.618.000, bán ra 6.722.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ trong khoảng từ 42 cho đến 100.000 đồng trên lượng, hay là tăng trong khoảng 4.200 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Vào thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.190.000, bán ra 5.290.000. Nhận bột số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.190.000, bán ra 5.300.000. Vàng bốn số 9 mua vào 5.170.000, bán ra 5.250.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Với ba loại vàng này, vàng 24K mua vào 5.068.000, bán ra 5.198.000. Vàng 18K mua vào 3.752.9.000, bán ra 3.952.9.000. Vàng 14K mua vào 2.876.1.000, bán ra 3.076.1.000. Vàng 10K mua vào 2.004.5 nghìn, bán ra 2.204.5 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng nhớ tích luôn ở quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.